Lần đầu tiên cháu Hiệp xin được gửi lời chào đến tất cả các ông bà, các bác, các cô, chú, các anh, các chị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì cháu Hiệp lại có mặt tại gia đình chị Phùng Thị Phương. Hôm nay cháu Hiệp đến để thăm gia đình và sẽ gặp trưởng xóm của xóm Đồng Luông. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì cháu Hiệp cũng sẽ quay lại Ủy ban Nhân dân của xã Tân Long, sẽ đặt vấn đề tham khảo cùng với xã. Thời gian vừa qua thì cháu Hiệp cũng đã nhận được một chút kinh phí của tất cả các quý mạnh thường quân. Và đặc biệt ngày hôm qua thì cháu Hiệp nhận được 12 triệu đồng của bác Nguyễn Khang đến từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã gửi tặng cho gia đình của chị Phương là số tiền 12 triệu đồng. Thì với số tiền này cháu Hiệp cộng lại hết tất cả các số tiền của quý mạnh thường quân được bao nhiêu thì cháu Hiệp sẽ đi qua xã, đi qua hội chữ thập đỏ của xã Tân Long cùng với đoàn thanh niên của xã sẽ kết hợp làm một sổ tiết kiệm để cho gia đình chị Phương mỗi tháng sẽ rút một số tiền nho nhỏ để đóng học cho con và mua thức ăn sinh sống hàng ngày. Thì bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với cháu Hiệp di chuyển vào trong nhà chị Phương để thăm gia đình chị cùng với các cháu. Các chị trong nhà. Bà ơi, nay cháu lại về thăm bà. Mua gói xúc xích cho cụ Khang này, với cả mua hoa quả cho bà. Em bé ra đây chơi à? Đây con nhà cậu Cường nhỉ? Vâng. Nãy vừa thấy anh Cường đi qua đây đây. Vâng, chị ạ. Chả biết bé đây thế là chú Hiệp chỉ mua mỗi quả thôi, không mua sữa. Sao đây? Khóc cả, đòi bố à? Bà ơi, cháu mua quả này bà. Cháu mua quả với lại xúc xích, tí nữa bà bổ quả cho các cháu ăn với cả cho Khang xúc xích nhé. Xúc xích thì... Vâng. Cứ kia dọc tầm 12 giờ hơn thì nó mới lúc đấy nó mới vâng. Để ăn. À 12. Theo của mấy cháu bố em quên mà ăn. Vâng. Cái thằng đó rồi. Thế cái bóng điện hôm trước lắp được chưa? Lắp rồi. Bật cái nào đây chị? Cái công tắc bên ngoài. À đây sáng cái bóng hôm trước bé tí đấy, và mua cái bóng này cho nó sáng thoải mái đi. Vâng. Vì sao ta hết tiền rồi, nó gọi đây tên thì ta hết tiền rồi. Vâng. Vì sao ta hết tiền rồi. Thế nào bà, thấy nồi cơm này cắm thế nồi nó có ok không? Ok. Được rồi bà. Đấy có cái nồi mới thế này thì nấu cho nó đỡ bà nhỉ. Lại có cái bà đến chơi, bà ấy hỏi mà mua ở đâu mà bao nhiêu, mà 500. 500. Mua ở đâu mà. Mua bố em ra đó đâu. Mua mãi tiếp chẳng là nhớ. Nhưng mà người ta hết tiền rồi. Bà thích mua một cái to hơn. Người ta sẽ phải gọi phải gọi phải gọi phải gọi phải gọi. Cái thằng chị quán nó làm mình không có. Chưa dọn nhà Khang ơi. Hả? Nó kêu mỏi. Mỏi hôm nay mỏi à? Kêu mỏi người. Ốm à? Sao đây? Ốm nhẫn không dậy. Mỏi à? Thế đói không? Có đói không? Không. Không đói à? Thế từ hôm qua ăn gì chưa? Ngày hôm qua có ăn cơm không? Không, không ăn cơm. Tí nữa ăn xúc xích nhá, chú lại mua một gói xúc xích cho rồi. À. Nắm này có mỏi không? Nắm mỏi, nó mỏi nó dễ cho mà mỏi. Thế bây giờ nha, bây giờ chú Hiệp mà mua cái đệm thì Khang muốn cái đệm cứng cứng như này hay là cái đệm nó mềm hơn? Đệm mềm hơn. Thế cái mềm hơn gì? À. Tí nữa chú vào trong tạp hóa chú xem có chú mua cho một cái đệm mềm hơn để nằm cho nó đỡ đau nhé. À. Ừ. Nhưng mà ở này có thấy đói không? Không. Không đói à? Thế bây giờ không đói không ăn thì làm sao mà có sức khỏe được? Em ăn có khi chục ngày mới đi ngoài một lần đâu, không ăn không uống. Móng tay móng chân dài nhưng mà bảo nó cho cắt, nó bảo nó không cho cắt. Cắt thì không cắt móng tay à? Cho cắt móng chân. Cắt đi, cắt ngắn ngắn lại cho dễ chịu. Có cắt không thì chú cắt cho. Không. Không cắt. Sao lại không cắt? Không cho cắt móng chân, móng tay chịu. Hay dậy một tí cho đỡ mỏi. Có dậy không? Dậy à? Không dậy á? Cứ nằm nắm đây nhiều có mỏi không? Em dậy nhá. Thế buổi tối đắp cái chăn mỏng thì thôi à? Đắp có lạnh thôi. Còn đắp chăn dày cũng không thể đắp được, nó bảo nào người đắp cứ không tự động được. Không đắp cái chăn dày thì đắp chăn này thôi. Đắp cái chăn dày vào nó nặng à? Có chăn lông mỏng, gọi là đắp được chăn này nên phải đắp không đắp.
để chú xem tay này ca có cử động được không? Thử có ca thử cử động ra bên này này. Đặt để ra đây không? Không à. Tay chỗ này teo hết rồi, không vận động đấy. Phải ăn nhiều vào. Thế có thèm sữa không? Không. Thế bây giờ thích ăn cái gì nào? Bây giờ là thử nghĩ xem là thích ăn cái gì. Không thích ăn cái gì à? Thì thịt gà rồi các thứ này có thích ăn không? Không á. Không thích ăn cái gì à? Thế tí vẫn ra xúc xích ăn nhỉ? Rán hai ba cái về ăn. Không ăn à? Phải ăn vào có sức. Mình không ăn không có sức đâu. Đây quý vị ạ, chân của Khang chỉ nằm như thế này, nếu không nằm thì Khang lại ngồi dậy thôi, không vận động được, rất là khó khăn. Này, tay Khang teo này, vậy Khang tay đeo hết rồi, không chịu ăn đây rồi gầy hết rồi này. Thèm cái gì thì bảo chú Hiệp chú mua cho ăn nhé. Phải ăn vào chứ, cứ phải mạnh mẽ lên, ăn nhiều vào. Cứ bảo là ăn cái này kia, nó bắt đầu mình gọi chú Hiệp bảo là không ăn nữa. Không ăn tí nữa mình nó gầy đi. Phải ăn nhiều vào. Nước ngọt các thứ có thích không? Thích uống, bây giờ thích uống nước gì? Uống sợ tinh à? Sợ tinh đỏ gì? Ở trong cốc xe chú có một chai để chú lấy chú uống nhé. Dậy uống đi nhỉ. Chưa muốn dậy á? Tí nữa dậy uống nhé. Rồi. Tí nữa dán xúc xích ăn, từ sáng không ăn gì rồi. Thế em đi học à? Em đi học. Em bảo hôm nay đi học quý vị ạ. Đi học thì 4 giờ chiều mới về. Hai hôm vào đây thì vào giữa tuần nên là cháu bảo đi học không gặp được cháu. Thế em bảo này, ở dưới ở bệnh viện ấy, ở dưới bệnh viện thì người ta hẹn cháu bảo là khám lại vào thời gian nào đấy chị? 30 tháng 10 giờ qua rồi. 30 tháng 10 à, hôm nay mùng mấy tháng 11 rồi? Hôm nay mùng 3 rồi. Thế theo chị thì khi nào mình lại mang đi rồi đi khám? Khi nào đi cũng được nhưng mà mỗi tội là không có người rồi. Ví dụ là sang à? Ví dụ sang tuần nữa mình đi cũng được. Rồi mình đi không đúng hẹn thì mình cầm giấy đi. Thế họ hỏi là không đi đúng hẹn thì bảo là chưa có điều kiện xuống. Thế họ cũng thông cảm, họ cũng dày, họ khám lại cho mà. Thế thì nếu mà trong trường hợp như thế thì ví dụ tuần sau đi chẳng hạn, tuần sau đi thì em thuê xe bây giờ nhờ một bá nào đó đi cùng được không? Với lại chị với cả cháu nữa. Bá nào cũng kêu là xây xe, thế biết có đi được không? Đi được. Bá nào cũng chưa đi chứ bảo là xây xe. Rồi. Bây giờ là nếu mà cho ta đi xây xe đến chỗ ta cũng chẳng làm được cái gì nữa. Cũng chẳng bế thì nó vào lên khám lên tầng xuống tầng nữa. Theo có đứa cháu thì con nhằn cường này nó đi được thì nó lại về, nó bảo thầy đứa nó đang học. Mà nếu mà đi khám thì phải đi vào ngày hành chính như đúng không? Bây giờ vào hành chính thôi. Vào ngày nghỉ thì lại rất là khó. Và từ thứ sáu đi còn khó rồi ấy. Thứ sáu đi họ còn dọc còn họ còn khó rồi. Vâng. Thì thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm này đi vào ngày đấy. Thế chị cứ sắp xếp đi, khi nào mà có người mà đi cùng thì gọi cho em nhé. Chắc chắn là không, chưa có người đi cùng được, bởi vì nó còn bận học, không, nó nghỉ được một ngày thì lại hôm đấy lại không đấy lại không sao không sắp xếp đi. Tại vì cái mắt của cháu như thế thì em nghĩ rằng là mình phải đi khám lại, đi khám lại cho nó, đi xem là cái mức độ tiến triển bệnh của nó như thế nào để mình có hướng giải quyết. Chứ bây giờ mắt nó đã có vấn đề, nó đã mổ một lần rồi như thế mà mình cứ để lâu mà mình không đi khám thì nhỡ đâu mà nó biến chứng nó xấu đi thì lúc mà mình đi khám là nó sẽ muộn đấy. Năm ngoái mùa hè đấy, mùa hè thế cũng đúng là lúc cho nó đi học đi khám lại. Bây giờ không đi khám lại thế, hè năm nay mới đi khám đây. Chị đã không nhìn thấy mà Khang nó như này rồi thì còn có mỗi thằng cu Bảo thôi, nên là mình phải quan tâm nó một chút, xem là cái mắt nó như thế nào, có sau này mình chữa được cho nó thì nó mới có khả năng để chăm lo cho chị, chăm lo cho anh nó. Chứ bây giờ mà mình cứ giữ mà mình
không đi khám thì nhỡ đâu nó biến chứng nó nặng hơn thì lúc đấy sau này mắt nó có vấn đề thì lại khổ cả nó nữa. Đây cũng chính vì năm ngoái không đi khám được thì năm nay nó mới lại nặng hơn. Đấy. Năm ngoái nó hẹn đi khám nhưng mà cũng vào chúng nó xuống học đi được thế là thôi. Nên là như bà với cả chị thử sắp xếp xem, ví dụ như là anh Cường thì anh ấy có bận rộn rộn thì không nhỉ? Đấy, bận cái đứa cháu nhỏ này, đứa cháu này. Nếu mà đi thì chị phải có một người nhà đi cùng nữa. Đi cùng đấy. Xong là cùng chị với cả cháu Bảo đi, xong là em sẽ đi cùng với chị nữa. Nhưng mà với điều kiện nhà mình cũng vẫn phải có một người đi đi theo nữa. Tức là nếu mà mình đi khám chỉ có đứa con là Cường là nó đi được. Bởi vì sao? Bởi vì là cái vấn đề có thể mình xuống viện nó còn có cái ký kết giấy tờ này thì em sẽ không, em không thay được, em không thay chị ký được. Đấy, phải có một người nhà, phải có người nhà ký kết cái giấy tờ đó thì nó sẽ chắc chắn hơn. Còn em thì là chỉ là cầu nối thôi. Em đại loại phải nói chính xác ra là em không phải là người nhà, em không dám ký một bất cứ một giấy tờ nào thay chị được. Đấy, nhưng có thể có các bác các cậu rồi là nhà gia đình nhà mình thì sẽ thay chị ký được, như thế cho nó dễ. Thực ra em rất là mong muốn là sẽ đưa Bảo đi khám sớm đấy, bởi vì cái mắt của cháu nó mổ một lần rồi, nó còn trẻ như thế mình phải để ý, sợ nhất sau này nó lại có vấn đề về mắt thì cả nhà mình không còn một ai nhìn thấy nữa, là bà sau cũng già đi, bà cũng chăm lo được mãi đâu bà nhỉ. Đấy, bây giờ chỉ còn có trông chờ mỗi thằng Bảo thôi. Giờ nếu mà chỉ thằng Bảo mới còn có cơ hội chăm sóc chị với thằng Cú Khang. Nếu chị mới đi khám chỉ có bảo con thằng Cường nó xin nghỉ một ngày thì đi được không? Đấy, thì bây giờ sắp xếp như thế, sắp xếp trong tuần này đi chẳng hạn. Nhưng mà không biết là Cường nó có đồng ý cho con nó nghỉ một ngày không thì chứ nó đi được rồi. Vì nó quen hết, bác sĩ quen nó rồi, giấy tờ các thứ nó quen đấy. Hết rồi. Để bảo nó càng nó đi. Sớm càng tốt, bởi vì cái trẻ con này mình nó biến chứng này nhanh lắm. Sợ sau này mắt nó lại có vấn đề nữa là rất là khổ nó. Bác sĩ cho đeo kính về 4 tháng nó cũng chả đeo được ngày nào. Bạn mình xuống đây khám, nếu mà nó phát triển rồi, nó ok, cái bệnh của nó ok rồi thì mình lại về là vui mừng, không vấn đề gì nữa cả, tốt. Còn nếu mà nó có vấn đề gì thì các bác sĩ sẽ xử lý sau. Hôm nào cứ tham khảo với anh Cường đi, sau là cho cái bé nó nghỉ một ngày, sau là khi nào mà được thì gọi cho em, em sẽ gọi xe vào đây và đưa nhà mình đi luôn Hà Nội. Đấy, bây giờ mình không chờ được đâu, bây giờ mình cứ chờ bảo là đến khi nào mới đi được, mình bảo là chờ thôi nhưng mà bệnh nó không chờ mình. Đấy, người cái bệnh nó không chờ mình đâu, nó là cái tương lai của chị đấy, nên là mình phải nghiên cứu. Còn có mỗi nó là khỏe mạnh thôi, bây giờ mắt nó có vấn đề nữa là trong tương lai nó là cái gánh nặng cho mình nữa. Cô giáo vẫn hỏi mà, cô giáo thế nội địa đi này mà chị chưa cho cháu xuống, mà cho cháu xuống không có ai đưa đi. Bởi cùng, vì là 30 tháng 10 hôm nay là mùng 3. Mới mùng 3, mùng 4 thì đó rồi. Quá cái hạn khám rồi thì trong bé hoài nó nghỉ một ngày đi, xong là em đưa đi. Đi cho nó chắc chị ạ. Đi khám lại cho con đi. Bây giờ mình cứ để ở nhà mình không biết thế nào đâu. Chỉ cần có người đưa đi bây là giờ được. Bây giờ xuống dưới kia thì có cô giáo, cô Huệ, nhưng mà sợ cô ấy lại vào đúng cái ngày dạy học cô ấy không ra được. Đúng rồi, cô giáo thì rất là khó, bởi vì là còn phải dạy học nữa. Cô tranh thủ ra từng tí một không thôi. Thì có chị gái nó ở gần thì say xe thì chị lại mua cái thuốc say xe, bảo chị mua thuốc say xe về uống. Được mà, không sao đâu, mua cái lọ thuốc say xe uống đảm bảo lắm. Nhờ các bà đi. Chị thứ hai là một cháu ngoại, một cháu nội. Thế chị cũng neo nhờ. Chị cả thì là một cháu ngoại không ai đưa đi học. Là phải đưa đi học. Đây là bây giờ còn có mỗi cái bé là nhà anh Cường thôi. Ở chị ấy có ba đứa con thì một đứa lấy chồng, còn một thằng nó đi học tiếng, nó đang đi học tiếng đi nước ngoài, nó không ở nhà. Thế giờ của mình chị ấy mẹ một đứa cháu ngoại về, ông chồng thì đi lái xe. Là chị ấy bảo đi không ai đưa ai cháu đi học hết, đúng không? Không ai trông trẻ cho các chị à? Không ai đưa cháu đi học ở thế. Khó quá nhở. Hay thôi cứ tham khảo với anh Cường đi, bảo là cho cái bé nhà anh ấy nghỉ một ngày, nghỉ một ngày không vấn đề gì đâu, một ngày nghỉ thì nó chính đáng. Cháu cứ rồi thằng này bảo lên khám thì họ cứ bảo là mẹ của nó bảo không phải đâu. Tí nó tham khảo. Con đi khám nó bác sĩ hỏi, nó bảo là cái tài khoản gia đình như nào, bảo cô chuyển cho ít tiền, nó bảo nhà chị bán thì có tài khoản. Đúng rồi đấy, mọi người ở trên TikTok này cũng bảo là sao lại không lập một cái số tài khoản cho gia đình nhà mình. Nhưng mà bây giờ thì điện thoại thì không nhìn không có thì làm gì mà làm được cho ai cái tài khoản nào, nó khó như thế. À em bảo này, hôm qua có một bác ở trong huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai,
gửi cho chị 12 triệu. Bác Nguyễn Khang, bác Nguyễn Khang ở Long Thành Đồng Nai là xem cái hoàn cảnh của chị. Nếu mà chị thì nói chuyện với Cường, nếu thứ hai này đi được thì vâng, là tốt. Vâng, em bảo này, bác Nguyễn Khang ở trong Long Thành Đồng Nai gửi cho chị 12 triệu là Mạnh Thường Quân là gửi số tiền đó là lớn nhất. Còn bên cạnh đó còn có tất cả các Mạnh Thường Quân nữa, không phải mỗi bác đâu, nhưng mà có số tiền của bác ấy lớn như vậy thì bây giờ chị cảm ơn bác Nguyễn Khang, cảm ơn tất cả các quý hảo tâm đã chung tay giúp đỡ chị đi. Bác Nguyễn Khang thì cũng là gia đình cũng cảm ơn bác Nguyễn Khang với lại các cô chú, các anh, các chị, các bác, các ông bà đã giúp cho gia đình, thì gia đình chẳng biết nói như nào, cũng mong là có được sự giúp đỡ của mọi người thì là chắc là bệnh tật thì nó cũng thế rồi, mà cũng có ít tiền chữa bệnh cho các cháu, mong là các cháu nó khỏe mạnh. Đấy, các Mạnh Thường Quân ấy gửi tiền cho em thì cái mục đích đầu tiên là sẽ chữa bệnh cho cháu Bảo. Bảo Khang cũng vẫn phải thuốc. Đấy, thang hàng ngày, thuốc thang cho Khang, cho Bảo là cái mục đích đầu tiên nhất là quý Mạnh Thường Quân là gửi tiền cho em là như vậy. Đấy, khi nào mà đưa cháu Bảo đi khám mà cháu ổn định rồi để... thì dư tiền thì là em sẽ đi qua xã của mình và em sẽ cho vào cái sổ tiết kiệm của chị ở trong xã, là mỗi một tháng người ta sẽ chị sẽ đi rút 1 đến 2 triệu về để nộp học cho con với lại ăn hàng ngày nhá. Đấy, chào chú nhá. Đấy, cháu xin bây giờ mới xuống vâng. Tầng vâng, chú đi vào nhà đi chú. Vâng. Đây cho cháu cài cái mic vào đây cho chú nắc nhé. Vâng. Vào nhà đi chú. Vâng. Chị Phương ngồi xuống đây, chị Phương. Không ngồi, ngồi đây chú nắc này, ngồi đây uống nước với cháu nè. Vâng. Nãy cháu đi dưới này thì là xin cái số điện thoại của cô tạo hóa đây này thì cháu mới biết. Sáng nay vào cháu lại đi vào lại cứ nghĩ là xã Quang Sơn, thế là cháu lại đi qua ủy ban xã Quang Sơn. Thế là các bác đồng chí lãnh đạo mới nói là bảo em phải qua Tân Long mới đúng. Đấy. Thì chú Nát ạ, cháu giới thiệu với chú. Cháu là tên là Hiệp, nhà cháu ở trên Võ Nhai. Cháu đang làm một cái chương trình thiện nguyện, thì thời gian vừa rồi thì ở trên những cái trang mạng xã hội thì cháu cũng có các Mạnh Thường Quân rồi là những cái vị khán giả ở khu vực này giới thiệu cho cháu cái hoàn cảnh của chị Phương này. Thì hôm vừa rồi này cháu cũng qua đây rồi. Cháu cũng qua đây, cháu cũng ghi hình, nhưng mà hôm đấy thì cháu cũng vội nên là cháu cũng chưa thông qua ban chấp hành của xóm mình. Thì hôm nay thì cháu qua đây mục đích của cháu là cháu sẽ gặp bác, là cháu giới thiệu về thông tin của cháu như thế, với lại cháu xin phép là cháu sẽ qua lại đây giúp gia đình bà này, giúp gia đình của chị Phương. Đấy, xong là các quý vị khán giả thì cũng muốn cháu xác minh từ xã đến xóm thì bác Nắc là bác là trưởng xóm của xóm Đồng Luông đúng không ạ? Thì bây giờ cháu muốn tìm hiểu về xác minh cái thông tin chính xác của gia đình chị Phương này, có đúng là gia đình chị khó khăn như thế và mắt của chị rồi các con có chính xác là bệnh tật như thế không? Chính xác ạ. Vâng ạ, thì bác chính xác này tôi nắm rõ, xóm này tôi nắm rõ rồi. Vâng ạ. Ở đây là từ trước rồi, cái nhà này hiện nay vẫn là nằm trong hộ nghèo đặc biệt đấy. Đấy, không thể bao giờ là thể thoát được nghèo đâu, mong biến đấy. Đấy, vừa nào cũng điều tra rồi nhưng mà vẫn phải là hộ nghèo mãi mãi đấy. Hoàn cảnh gia đình thì cũng tương đối khó khăn, bây giờ là cô này là như thế này thì cháu nó cũng học đến lớp 3 nhỉ, cũng là bị như thế. Hai lớp 3 nhỉ? Lớp 3. Ừ, đấy là cũng về nghỉ học. Thì đến bây giờ là không đi học được nữa. Đấy, vì cái căn bệnh nó hiểm nghèo này là rất là phức tạp, phải khó khăn về gia đình này. Đấy, trong xóm thì cũng mong cho các Mạnh Thường Quân rồi các nhà hảo tâm nhìn trên mạng rồi các ở trên ảnh thì tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình của Phương này. Có một chút câu chuyện tế nhị một tí cũng muốn hỏi và chị Phương nữa với cả cho bác xác minh giúp cháu nữa thì các Mạnh Thường Quân ở trên kênh của cháu thì rất nhiều các Mạnh Thường Quân có đặt ra một cái câu hỏi rằng là bố của các cháu đâu, thì từ hôm đấy sang đây thì thực ra là em rất là ngại thế nhị về những cái vấn đề đó. Nói thật là mới thật chú là bố của các cháu thì cũng kiểu này gặp nhau thì ở với nhau thôi, cũng không có cấy xin gì cả, nhưng mà ông, nhưng mà anh ấy mất rồi, bị tai nạn mất rồi.
giờ chỉ còn này, chỉ còn là hai người. Cứ nói thẳng ra là đi kiếm. Nói thẳng. Thì cũng lại đi kiếm rồi, bởi vì ở với nhau mà cũng lại đi kiếm rồi mà, có không cái gì mà. Ở với nhau ngày nào? Đi làm đi, đi làm bóng huyệt bác xa xong hôm nay là đi với nhau làm. Sau này trông nom nó, thế là lại may lại được cái thằng kia. Ai ngờ là nó lại bệnh tật. Ở với nhau một thời gian. Ừ. 2 tháng gì đấy, gần nhau 2 tháng gì đấy. Tại vì cái vấn đề này mọi người cũng hơi tò mò. Vâng, đúng rồi chị ạ. Hỏi là thế sao không có bố hay là bố ở đâu? Ừ. Đấy thì là hôm nay có cả bác trưởng xóm nên thì cháu mới xin phép là được hỏi về những cái vấn đề đó. Tức là chị Phương là không có cưới xin gì đúng không ạ? Không có cưới xin gì. Gọi là gặp nhau thì vâng. Cứ gọi trời cứ gọi là đi kiếm. Tức là thế này, cái chỗ này không có góc, tức là chỗ này không có xin gì cả. Cháu là chị Phương ấy, trước là đi bên cái gì nhỉ, bên bên làm mà bên người hội khuyết tật đấy. Ờ thì là gặp nhau thôi. Thì rồi là gặp nhau thì là có cháu này. Đấy. Và cháu này sao bây giờ lại mắc phải như thế này thì cũng không ngờ được. Cô thứ hai nhà cháu cũng ngờ thì con nào bị về về mắt ấy. Em cũng nói mấy kia lại lại với cháu rồi. Thì cháu vừa rồi này, cháu sang đây thì cháu cũng có ghi hình và đăng tải lên trên kênh của cháu. Thì cũng có được các mạnh thường quân giúp đỡ chị một chút kinh phí rồi. Vâng, vâng. Thì theo cháu thì cháu vừa mới nói với chị Phương xong là sẽ đưa thằng cu thứ hai là cu Bảo đi Hà Nội khám. Vâng. Nhưng mà lại rất là khó, chị Phương nói rằng là hiện tại thì không có ai đi cùng chị ấy. Còn nếu mà đi thì cháu đang muốn là trong tuần tới này cháu sẽ thuê xe và cháu sẽ đi cùng và sẽ có một... người gia đình của chị Phương nữa cùng chị ấy đưa cháu đi. Bởi vì là nãy vừa nói với chị Phương, khi mà xuống bệnh viện nó có những cái giấy tờ để mà ký thì cháu sẽ không có trách nhiệm ký được, bởi vì cháu không phải là người nhà ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Nên cháu rất cần lấy một người nhà gia đình nhà mình đi. Thì nãy vừa mới nói với chị Phương sẽ hỏi các bá các cậu xem có ai đi được cùng thì như thế tốt bác này ạ. Bởi vì cái căn bệnh của cháu Bảo như thế, vừa mới nói với chị, cháu ấy lành lặn, chỉ có mỗi mắt cháu vấn đề thôi. Bây giờ mình phải đi khám sớm. Đúng rồi. Để sau này tương lai chị còn có cái người mà trông vào. Vâng, đúng rồi. Chứ bây giờ mà cháu nghĩ nếu mà không đi thì nhỡ đâu mắt nó biến chứng nó xấu đi, nó sau này lại như mẹ thì cả nhà không một ai nhìn thấy thì sau này rất là khổ. Phải thực hiện từ đầu đi. Vâng. Thế này tôi tham gia này đi Phương ấy với bà nhá. Thế thì bây giờ các nhà hảo tâm thì mới có ý như giúp đỡ như vậy. Thì bây giờ mình bàn với trong gia đình chú mà Thu này, thằng Cường này. Đấy, các chị gái xem là ai đứng lên ra để mà đưa cháu đi. Đấy, đây là đang thế thì mình phải người ta tiên người ta giúp đỡ, các mạnh thường quân người ta giúp đỡ như này thì mình phải tạo điều kiện chứ, con có cậu mà, có chị mà. Đấy. Đấy là cháu đấy. Lý do là cháu mới cần có bác trưởng xóm đến với cháu để mình thông qua những cái chương trình đó, và cũng mong muốn là bác cũng sẽ vận động hỗ trợ làm sao để cho gia đình sẽ có người cùng chị Phương đưa đi khám. Đúng. Cháu cũng rất là lo về cái vấn đề sức khỏe là cái đầu tiên nhất bác này. Bởi vì là khi nào mà cháu mà xuống khám mà nó bảo là ổn rồi thì cái điều đó là đáng mừng, rất là tuyệt vời như thế. Thế thằng Cường ở nhà không? Có. Gọi nó ra để đây để mà thống nhất. Vâng. Đi đều để cháu bên các mạnh của quân được biết. Máy không tiền rồi. Rồi, để tôi gọi. Lúc sáng về đây thì mới lấy số điện thoại của chú Lắc này mới gọi chứ. Trường xóm là trường xóm mới khóa đấy. Vâng. À, khóa thứ ba rồi. Tức là được xóm mình cũng tín nhiệm. Tín nhiệm chứ. Vâng. Làm việc khóa trường xóm đấy. Được lòng dân. Vâng. Thì nãy nói với Cường đấy. Và là tí nữa ra đây với em thì em gọi cả chỗ chú Lắc này nữa là trưởng xóm một thôn mình thì để cho em xác minh. Thì nãy cũng qua chỗ chú thì chú cũng xác minh rồi là thực tế là cái hoàn cảnh của chị Phương với các cháu là như vậy. Thì em còn có một cái trăn trở thắc mắc là hiện tại thì em đang mong muốn là sẽ đưa thằng cu thứ hai ấy, thằng Bảo đi xuống dưới Hà Nội khám mắt lại một lần nữa. Nhưng mà cái khó của chị Phương ấy, chị nói rằng là hiện tại không có ai đi cùng chị ấy. Thì ví dụ như anh này là cậu thì anh có thể giúp đỡ được không? Thì có phương án nào giúp đỡ được chị không? Đi khám lại gì? Vâng, đi khám lại đi cùng ấy.
Bởi vì là nãy chị Phương nói là ngày 30 tháng 10 là các bác sĩ ở dưới bệnh viện mắt Hà Nội đấy đã hẹn rồi. Thì đấy cho đơn gái nó lớn nó học đang học phải về chủ nhật nó cho đi thôi. Không, nhưng mà đi xuống chủ nhật thì nó lại khó ở chỗ đấy. Không làm việc ở bệnh viện đấy. Nó như vậy. Sáng thứ hai nó chỉ học buổi sáng thôi, chắc là phải nghỉ. Là... mất một ngày ấy, một buổi gì? Một ngày khi mà nó chỉ học một buổi thôi. Thì là thứ ba em với mình nhờ chú Lách và trò xóm này thì mình cả anh nữa rồi có bà chị thì mình cứ tham khảo làm sao để đưa thằng cu kia đi khám lại đi xem nó có chắc chắn không ạ. Thì mình cứ họp bàn lại gia đình xem là có phương án nào để giúp chị không. Còn em thì em cũng chỉ là cầu nối thôi, còn quyết định là do anh, do bà và do chị. Và còn em cũng không quyết định thay được những cái công việc đó. Nên là anh chỉ tham khảo được, thôi. Được, đi được, có cái đứa lớn nó làm lớp 10 nó. Cái Hoài à? Hoài đấy. Vâng. Nhưng mà đi như thế thì cháu lại phải mất nghỉ mất vào một ngày đi học. Khó cho cháu. Có thể đi thì cứ nếu mà như thế thì không biết là vào sắp xếp anh thử hỏi tối nay hỏi bé Hoài cho sắp xếp được giữa tuần hay là đầu tuần được không? Nếu mà được thì gọi cho tí em lấy số điện thoại. Nếu mà được gọi cho em thì em sẽ gọi xe ở ngoài em vào đây, em tiện em vào đây em sẽ đi cùng. Em đi cùng nữa. Và em sẽ gọi xe từ nhà em vào đây, em sẽ ví dụ tầm 3 giờ em từ nhà đi rồi là mình vào đây mình đi sớm, mình khám sớm. Đấy để mình về sớm. Thì tí nữa anh cứ hỏi tham khảo ý kiến con gái của anh nữa. Cháu nó cũng phải đồng ý thì mình cũng mới được, bởi vì cháu lớn rồi. Học cả ngày mà. Cháu lớn cháu cũng phải có quyết định của cháu nữa, mình phải tôn trọng cái quyết định của cháu nữa. Nó bảo là chỉ có hôm thứ hai là học một buổi, từ thứ ba giờ đi là học cả ngày nó bảo. Nó ở đâu? Học ngoài. Em thì ngày nào tuần trong tuần tới ngày nào em cũng đi được. Năm nay phụ thuộc vào nhà mình thôi. Thứ hai thì đi cái hẹn khám của bác sĩ thì em cũng muốn bảo là với cái mục đích của em đến để giúp và kêu gọi các mạnh thường quân thì gần như 100% các mạnh thường quân là mục đích gửi tiền là để cho cháu đi khám lại. Đấy, như thế là mình cũng phải tôn trọng cái mạnh thường quân nữa để mình đưa cháu đi khám. Với lại cái sức khỏe là em nghĩ là mình phải đặt lên hàng đầu. Cháu bảo thì cháu lành lặn, có một cái mắt có vấn đề thôi. Nên là muốn chữa cho cháu làm sao mà cháu sáng lại mắt cho nó sau này còn lo cho mẹ, cho anh nữa. Chứ bây giờ mà mình cứ để ở nhà như thế, nếu mà bệnh của nó biến chứng nặng thì sau này mắt nó như mẹ thì nó lại một cái gánh nặng cho cả gia đình nhà mình luôn ấy. Nên là mình cứ đầu tiên cái sức khỏe thì em nghĩ là anh cố gắng sắp xếp rồi, được rồi, cái đấy thì sắp xếp được đi được. Hoặc là mình cứ cả bác trưởng xóm nữa là cả cháu nó gia đình nhà mình cứ chung tay, chú Lách ạ. Vâng, chung tay làm sao mà giúp đỡ cho gia đình nhà chị. À anh, em bảo này, em đang có ý định để nói với bà với chị rồi, em muốn giúp bà với chị xây một cái nhà tắm. Cái nhà tắm bé thôi, nhà tắm bình thường thôi. Thì là xây 4 bức lên làm lợp bà rô thôi. Đấy. Cái si nhỉ. Đấy. Ở trong này có chỗ nào bán không anh? Có. Nhà xây dựng có đầy nhiều. Nghe đầy. Ngay cạnh anh, mình. Anh Cường có xây được không? Nếu xây được thì em sẽ là người trực tiếp nhờ anh và em sẽ trả công như mọi người thôi. Anh không làm được đâu, phải gian đâu mà làm, không thể làm được bây giờ. Nhưng ví dụ mà em nhờ anh đi tìm người làm thì có trong xóm mình có. Có. Xây cái nhà tắm đấy thì một cái đấy đơn giản đấy, thì khoảng một ngày thôi. Ngày thôi. Một ngày là xong. Trồng gạch một ngày thôi. Khoảng mấy trăm viên cây được nhỉ? Chắc khoảng 300 đấy. Cái đấy em vẫn phải nhờ anh thôi, vì em phụ ở đây là khó. Thì là anh cứ lấy nguyên vật liệu xong là xây xong em xuống em là người trực tiếp đi thanh toán cho công chủ vật liệu. Được. Đấy, còn nếu mà thợ thì anh người ta lấy bao nhiêu tiền cứ bảo em sẽ đưa tiền lại cho anh và đưa lại cho người ta. Đấy. Bà nói bây giờ tối lạnh. Vâng. Mới tắm về nhà gần đường thì phụ nữ đàn bà mình tắm có nhà tắm ai mà dám tắm ban ngày. Đàn ông phải đàn bà tắm khắp khiến khoai tắm. Em thấy cái vấn đề đấy nó cũng rất là quan trọng đấy. Tới đi mùa đông nữa, với lại em muốn là cái chỗ sân này anh ạ, em muốn là mình lấy thêm một tí xi với cát để mình láng lại đi. Em thấy nó trơn như thế này. Nếu tiện làm cái kia thì vâng. Làm lại cái này. Vâng. Cái đấy tí nữa em mà tham khảo với anh xong là để anh giúp chị vậy nhé. Nguyên vật liệu anh cứ gọi vào đây thôi, xong là nhờ một người vào đây xong là anh hỗ trợ được phần nào, còn tiền công rồi tiền mọi thứ em sẽ là người trực tiếp để trả. Em sẽ là người trách nhiệm về cái vấn đề kinh phí. À. Đấy. Giúp đỡ được cho bà với chị một chút ít thôi, chú Lách ạ, cháu cũng vâng. Nhỏ bé cháu không giúp được quá nhiều, nhưng mà
giúp được phần nào hay phần đấy mình chung tay thôi. Vào tranh thủ buổi trưa, may là bác chú vừa từ đấy về. Vâng, vâng, may là hôm nay tập huấn hôm nay xong. Vâng, không thì là đến hết ngày thì cũng chưa về được. Vâng, cũng may mắn là hôm nay gặp được bác để xác minh với cháu như thế cho nó chắc chắn. Với lại cháu cũng muốn xin phép ban xóm của mình để cho cháu được qua lại. Cháu là một người lạ ở xa đến thì cháu cũng rất là ngại. Vâng, nên cũng phải xác minh cho bác biết thông tin của cháu cho nó chắc chắn. Vâng. Với điều kiện gia đình này, hoàn cảnh như vậy đã như vậy rồi thì cũng không trông chờ vào các mạnh thường quân hảo tâm thì giúp đỡ cho gia đình đỡ được một phần nào. Vâng. Cháu sẽ thay mặt ban xóm gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân. Vâng, vâng. Vâng, cháu cảm ơn chú nhé. Vâng, chú ạ. Vâng.